Vâng, xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube Nhà Công Trường. Hôm nay sẽ tiếp tục lên trước bác một lai nồi cơm. Đấy. Thì hôm vừa rồi em mới lên trước bác một lai bếp ga đấy. Thì bếp ga thì rất là nhiều các bếp ga tuyển chọn đẹp. Đấy, thì em cũng bán hầu như gần được một nửa rồi. Thì còn một số các mã đẹp nữa thì bác là có nhu cầu về bếp ga thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại 0987 807 038 và 0344 586 794. Em ở Kim Thành Hải Dương, bên em có bếp từ, bếp ga, lọc không khí này. Đó. Hôm vừa rồi em về hàng đấy, mới là cách đây khoảng 2 ngày em mới về thêm hàng thì bắt đầu là có máy rửa bát nha các bác nhá. Đó, có một chiếc chở 8 và chở 9 rất là đẹp. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Hai con đấy thì em đang cho vệ sinh đấy. Thì muốn sử dụng được những thiết bị nội địa Nhật này thì các bác phải sử dụng qua một cái biến áp đường nguồn như này nha. Hiện tại bây giờ em có đang còn là mẫu vuông đấy. Và mẫu tròn thì đang về. Thì cái mẫu vuông này giá là 560.000, đã bao gồm phí vận chuyển. Công suất của nó là 2kVA các bác nhé. Thì nó đạt ra được khoảng tầm 1.700W. Mẫu tròn cũng là 2kVA đấy, giá của nó là 550.000, còn vuông là 560.000 đấy. Đã bao gồm phí vận chuyển. Bác nào đặt thì em sẽ chuyển, em gửi cho các bác nhé. Rồi. Ok. Đầu tiên thì em sẽ lên nồi nửa lít. Này có mấy mã nồi nửa lít nhé. Rồi. Đây là một chiếc nồi 0.54 lít. Đó, 0.54 lít nhé. Chiếc này là cao tần áp suất các bạn. Đó. Cái này thì ngoại hình nói chung là không cần móp méo gì nhá. Cũng khá là đẹp đấy ạ. Và cái bản này các bạn để ý này. Cái màn hình này nó chính là cái màn hình LED nhé. Màn hình LED. Công suất của nó là 700W. Đây. Em cắm điện vào cái là nó phát sáng luôn nè. Chiếc này là cao tần áp suất nửa lít. Dòng này khá là hiếm. Thực sự là nó có những loại màn hình thường. Và cái màn hình LED này nó còn hiếm hơn nữa. Cao tần áp suất này. Đó, áp suất bi nhá. Và gioăng cũng khá là đẹp đây các bạn nhìn này. Đó. Đó, gioăng cũng khá là đẹp nhá. Cao tần áp suất này. Đây. Mới bấm một chút mà đã nóng nóng xoang đấy. Lòng xoang đây. Đó, rất là nhỏ xinh. Đáy nó nóng xoang nên em không cầm được bên dưới. Đó, lòng xoang đẹp nhá, không có chảy chóc trông dính gì cả. Ngoại hình đẹp, chiếc này số 1 này. Màn hình nét là nó ơi. Số 1 này. Giá là 1.350.000 nhá. Đấy, vì thực tế cái dòng mà màn hình nét này lấy vào nó còn cao hơn cả lồn 1 lít đấy các bạn. Rồi, mã số 1. Mã số 2. Đấy, mã số 2 lên cho các bác là một chiếc Tiger này. Chiếc này là Tiger Takuk 0.54 lít nhá. Con này thì nó sử dụng cái dây nam châm này. Đó, cái dây này thì mua cũng khá là đắt đấy các bạn. Hơn 100.000 một cái dây này. Rồi, ok, Tiger Takuk này. Đây, giòn con này thì rất là đẹp. Chiếc này sản xuất năm 2016 nhé. Đó, 2016. Dòng nửa lít. Gioăng trong rất là đẹp luôn đấy ạ. Xoang dày. Đó, lòng xoang dày đẹp. Thì cái con này Tiger Takuk này, cái màn hình của nó ở cái phần hiển thị đồng hồ các bác nhé, nó có mất một cái nét ở dưới này. Con này thì em sẽ bán một cái giá thanh lý cho các bác, còn mọi chức năng hoạt động như bình thường. Thì con này em sẽ để cho các bác với giá 750.000 nhé. Đó. Mọi chức năng lấu bình thường nhé. Rồi, ok. 750.000. Xoang đẹp, gioăng đẹp. Tiếp tục lên cho các bác một chiếc nồi Yoshi cao tần. Đấy, chiếc này là 0.54 lít. Đó. Thực tế là các bác bình thường các bác sử dụng một cái nồi mâm nhiệt
Đấy, như các bác sử dụng sang cái mẫu lồi cao tầng này thì lồi cơm nó đã ngon hơn rất là nhiều rồi. Chứ không phải là cao tầng thì nó không ngon đâu, cao tầng nó rất là ngon. Đấy, công nghệ của Nhật. Rồi, con này thì xoang rất là đẹp các bạn, xoang rất là đẹp nhá. Lòng xoang đẹp xuất sắc luôn đấy. Chiếc này là 0.54 lít. Đây. Đó, giòn như mới tinh luôn. Đó, chiếc này sản xuất năm 2018 nhé. 2018. Vì thực tế những cái dòng nửa lít này nó khá là hiếm, thực sự nó hiếm. Chủ đạo trên thị trường ấy thì nồi 1 lít là nhiều. 1 lít 8 hay là 1 nửa lít thì khá là ít. Rồi, chiếc này mã số 3 nhé. Đây, ngoại hình con này rất là ok đúng không các bác? Rồi, gia đình nhà bác nào mà khoảng tầm 1-2 người ăn thì sử dụng chiếc này thì rất là phù hợp. Chiếc này mã số 3 này, giá 900.000 nhá. Rồi, ngay sau đây thì em sẽ lên nồi 1 lít 8. 1 lít 8 này chắc là có vài mã thôi. Mã số 4 lên cho bác một chiếc lồi dung tích 1 lít 8. Chiếc này là Panasonic xoài sản xuất năm 2011 nhé. Đó, con này đẹp chưa? Ngoại hình không cấn móp méo gì. Cài mùi đây. Ở 1 lít 8 rất là nặng các bạn. Đó, 1 lít 8 này sẽ dành cho gia đình từ tầm 5 cho đến 10 người ăn. Con này là cao tần áp suất này. Đó, cao tần áp suất nha. Đó, giòn rất là mềm và đẹp đây. Đây, đẹp từ trong ra ngoài luôn. Xoàng rất là dày. Xoàng cực kỳ là dày đúng không các bạn? Riêng cái dòng pala xoài này. Xoàng đẹp. Đó, lòng xoàng đẹp. Ok, đã vào chế độ nấu. Thì tất cả hàng gửi em ship code toàn quốc là ship nó có cọc. Đối với nồi nhỏ, đấy, trọng lượng nó thấp hơn thì các bác cọc tối thiểu 100.000. Nhưng đối với những nồi to như vậy, trọng lượng nó khá là nặng thì các bác cọc cho em tối thiểu là 200.000. Đến nơi các bác nhận hàng, kiểm tra, thanh toán nốt cộng phí vận chuyển. Và em nhắc lại một lần nữa nha, là các bác cọc thì đến nơi các bác nhận hàng, kiểm tra, thanh toán cộng với phí vận chuyển. Chứ nhiều bác cọc 100 mà đến nơi các bác cứ sẵn sàng đòi là cả phí vận chuyển, điều đó là em không chấp nhận đấy các bác nhé. Còn bác nào chuyển khoản hết, ví dụ như cái lồi này giá 2.4 triệu thì em sẽ chuyển, thì các bác chuyển hết 2.4 triệu là em sẽ bao ship cho các bác. Đó, đơn giản vậy thôi. Mã là mã số 4 này, giá 2.400.000 nhé. 2.400.000, rất là nặng. Đây, lít 8 này. Mã số 5 nhé. Rồi, mã số 5 đây là một chiếc pala. Đó, ngoại hình cũng không có móp méo gì đâu các bạn. Con này được cái lòng xoang dày. Xoang dày đẹp. Đó, xoang dày đẹp luôn đấy. Đó, không có vết mà chóc trung dính gì đâu các bạn nhé. Đấy, toàn bộ hàng em nói hàng em tuyển đấy. Lồi cao tần, dung tích 1.8 lít. 1.8 lít, chiếc này là mã số 5 nha. Các bác sử dụng cái những cái lồi lít 8 này, các bác phải sử dụng những cái biến áp đầu nguồn công suất cao nha, tối thiểu là 2 kVA. Biến áp nhỏ là không được đâu. Rồi, chiếc này mọi tính năng hoạt động rất là tốt nhá. Tất cả em đã test ok rồi. Mã số 5 này, giá cho các bác giá rất là hợp lý này, giá 1.6 triệu nha. Tất cả giá là trên line em báo là em đã cân đối rồi. Đó, giá lồi, tất cả những giá này là nó sẽ phụ thuộc vào cái độ đẹp của lồi nhá. Lồi đẹp thì giá đẹp, lồi xấu thì giá tất nhiên nó sẽ rẻ. Rồi, lên cho các bác một chiếc lồi 1.8 lít của Jojiyoshi. Con này thì chuẩn hàng đẹp rồi. Nhìn nó rất là mướt luôn đấy ạ. Chiếc này sản xuất năm 2019. Lồi cao tần 1.8 lít. 1.8 lít nha. Con này quá là đẹp luôn. Đây, giòn như mới. Đó, giòn rất là xanh đúng không? Con này thì không phải bàn cãi về việc giòn nữa rồi.
Đó, lòng xoang đẹp nha các bác nha. Lòng xoang thì rất là đẹp luôn. Dù gì 1.8 mà là được cái xoang như vậy thì rất là hiếm. Vì những cái mật độ của lồi 1.8 về nó không có nhiều đâu. Chủ đạo bên Nhật chủ đạo 1 lít là nhiều. Mã này mã số 6 nha. Mã số 6 này. Giá 2.100.000 đồng. Rồi ngay sau đây thì sẽ tiếp tục quay ra là những cái mã lồi dung tích 1 lít gửi đến cho các bác. Em lên cho các bác một con rất là lạ. Rồi, đây là một chiếc Panasonic này. Đấy, chiếc này là áp suất điện tử nhá. Con này nó có mã là 109. À 109 thì chiếc này sản xuất năm 2019 này. Đó, màu trắng rất là đẹp, vỏ nhựa đúc nguyên khối luôn. Chiếc này cao tần áp suất điện tử của dòng Panasonic bản Ecolavi. À, có lấu cơm cháy luôn đấy ạ. Ui, có cốc ở đây này. Đấy, lòng xoang con này đẹp, rất là đẹp, đẹp xuất sắc. Như mới. Đó, qua để xoang của nó, xoang có hai màu luôn nhá, xoang hai màu này. Đây áp suất điện tử các bác sẽ nhìn khác hoàn toàn. Với cái dòng áp suất bi nó sẽ có bi ở đây, nhưng đây toàn bộ nó có nó là van điện tử nhá. Đó. Xoang đẹp. Mọi chức năng em đã test ok rồi. Đấy, bao chín cơm, bao xì hơi cho các bác. Đó, khi đóng cái dòng áp suất điện tử này, khi mà lấu các bác sẽ thấy nó đóng nghe nó kịch 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 đấy, một chút để nó đẩy nó đóng áp suất. Rồi ok, con này là mã số 7 nhá. Mã số 7 này, dung tích 1 lít. Đấy, tất cả dung tích này em đã nhắc rồi. Chiếc này giá 2.900.000 đồng. 2.900.000 đồng. Màu trắng, mặt dạng phay xước. Đây, cái cốc của Pana áp suất điện tử các bác nhé. Đây là một chiếc lồi Toshiba. Đấy, cao tần áp suất hút chân không. Lại một thêm một chiếc màu hồng nữa này. Mặt trên của nó là có vân hoa nhá. Ngoại hình rất là đẹp luôn. Đó, con này đẹp xuất sắc rồi. Chiếc này sản xuất của nó năm 2017 nhá. Rồi ok. Xem nào còn cơm cháy không nào. Vâng, con này cuối 2017 là đã được bỏ cơm cháy. Đấy, con này chỉ có chức năng sôi cháy. Cao tần áp suất hút chân không, có chế độ eco, lấu tiết kiệm điện. Đây. Em phải giữ là nó lại đặt trong ngoài. Xoang gân nhuyễn rất là đẹp luôn. Con này đẹp xuất sắc này các bạn này. Đó, xoang đẹp chưa? Tuyệt vời. Áp suất bi. Giòn. Như mới tinh nha các bạn nha. Đó. Cái số lượng mà được xoang giòn đẹp nó khá là ít. Ủ ấm này, kích nóng này. Rồi, chiếc này là mã số 8 nha. Chiếc này mã số 8. Mã số 8 rất là đẹp, Toshiba cao tần áp suất hút chân không, giá 2.750.000 đồng. Mã số 9 lên cho các bác một chiếc Tiger màu trắng. Chiếc này sản xuất năm 2015 nhé, 2015 sẽ còn cơm cháy cho các bác nào đam mê cơm cháy. Ui dồi, con này. Đây các bác nhìn này, áp suất 2B nhá, áp suất 2B mà nó đẹp quá trời luôn. Đó. Em rất thích ở cái dòng Tiger này, nó được cái là cái xoang và cái gioăng của nó rất là đẹp. Đấy, nó giữ được cái chất lồi đẹp. Phải khẳng định là nó là độ bền cao. Vì thực tế nó thật các bác là với những cái đế năm sản xuất như vậy, nhiều bác sẽ nghĩ rằng là bên Nhật người ta sẽ dùng đến khoảng tầm năm ngoái hay năm nay người ta mới thay, không phải đâu. Bên Nhật thì người ta thay liên tục mà, và cái thời gian người ta sử dụng nó khá là ngắn, có những chiếc lồi vẻ như lướt, như mới. Vì thực tế là nếu mà cái số lượng đó so với cái số lượng mà tổng số lượng mà hàng về thì chắc chắn nó sẽ có nhiều. Đấy, nên em chuyên làm hàng chọn thì nó sẽ có được những chiếc nồi như này. Các bác nhìn này. Đó, mặt trên cực kỳ là đẹp luôn, không vết xước. Chiếc này mã số 9 nha. Mã số 9. Giá 2.600.000. Rất là hợp lý với một chiếc nồi đẹp.
mã số 10. Đây là một chiếc Toshiba cao tần hút chân không. Đó cũng là một cái lựa chọn rất hay cho các bác. Đấy, trong cái dòng phân khúc của Toshiba dòng VIP. Vỏ nhựa đúc nguyên khối luôn này. Các bác yên tâm không có sợ cấn móp gì đâu. Đó. So gần nha. Và chắc chắn chiếc này đầy cao rồi. Chiếc này sản xuất năm 2020. À, được cái ngoại hình của nó đẹp. Rồi ok, sẽ hút chân không, các bác sẽ nghe được cái tiếng hút chân không của nó. Và cái hút chân không này nó sẽ chuyển thành cái chế độ đang hút ở trong màn hình này. Nó nhấp nháy chính là chữ hút chân không nha. Rồi có khóa vung hẳn hoi. Một chiếc lồi rất là đẹp. Đây phần gioăng đây các bác đây. Đây gioăng này. Đó. Gioăng. Như mới, 2020 mà. Chiếc này mã số 10 này. Giá là 2 triệu nha các bác nhé, 2 triệu. Mã số 11. Đây vừa nó bán cái móc mui các bạn. Đây là một cái móc mui nha, của JOJOC. Mã này là mã số 11 nha. 11 này. Chiếc này là chiếc JOJOC mai rùa. Ngoại hình đẹp xuất sắc. Đó. Xuất sắc luôn đấy ạ. Và cái dòng này sản xuất năm 2017 nhá. Như mới. Đây, áp suất bi này. Và cái dòng của nó thì các bác không thể chê một điểm gì luôn. Vì em thấy rằng 100% là cái dòng Joji mai rùa mà mới bây giờ về của nó còn rất là đẹp luôn. Cao tần áp suất Joji 1 lít. Đấy. Xoang, đây các bác để ý là xoang Paratelum nhá. Lòng xoang đẹp. Áp suất khóa vung. Thì chiếc này mã số 11 giá để cho các bác là giá 1.850.000 nha. 1.850.000, một chiếc lồi đẹp xuất sắc. Vâng, những cái mẫu VIP thì ngoài ra em có những cái mẫu giá tầm trung. Nói chung là ngoại hình của nó và bên trong thì đều là đẹp cả. Nhưng nó ở phân khúc tầm trung thì tất nhiên cái giá của nó sẽ rẻ hơn một chút. Và với những cái chiếc mẫu lồi như này, các bác để ý này, Panasonic vuông nha. Em bán rất là nhiều, sản xuất năm 2015 này. Nó dòng đời mới này, màn hình vuông. Và giá của nó thì chỉ tầm hơn triệu thôi. Đây nó vào chế độ đấu này. Mã này mã số 12 nhá. Mã 12 này. Đấy, tất cả lồi này em đã test ok hết rồi. Đây, lòng xoang thì siêu đẹp luôn. Con này thì lòng xoang thì siêu đẹp. Đó. Đó, giòn rất là mềm luôn đấy. Đây các bạn nhìn này. Đó, giòn mềm trắng nhá. Như mới. Mọi chức năng hoạt động tốt. Mã 12 giá 1.350.000. Đây các bạn thấy này. Toàn bộ vỏ này của nó là vỏ nhựa đúc nguyên khối nhá. Đúc nguyên khối Panasonic thì nó rất là nhiều các mẫu khác nhau. Rồi, mã số 12, à 13. 13 lên cho các bác một chiếc này là chiếc JOJOC có chế độ lấu giảm đường. Đây, chiếc này màu lâu này. Con này rất là đẹp đây. Dung tích 1 lít này, sản xuất của nó là năm 2018 nhé. Ok, 2018. Xoang cũng là xoang Paratilu. Đó. Và đặc biệt đối với cái dòng này thì xoang các bác sẽ thấy rằng nó mạ hơi sần một chút như ở ngoài. Đó, cả trong cả ngoài luôn. Lòng xoang nó quá là đẹp. Lòng xoang rất là đẹp luôn nhé. Có chế độ lấu giảm đường. Rồi, vỏ nhựa hết nhá. Được cái mặt đẹp. Và màn hình rộng, rất là nhiều chức năng. Đây các bác thấy này, bật lên nó rất là nhiều chức năng luôn. Con này em test ok nhá. Bao xì hơi, bao chín cơm cho các bác.
Mã này mã 13. 13 này. Giá 3.050.000. Đó, 3.050.000. Tất cả giá sẽ theo độ đẹp. Lên trước mắt một chiếc Sanier mặt quỷ. Đây, con này thì ngoại hình các bác thấy này, trên cái mặt này rất là đẹp. À, không có cân móp nhá. Mọi chức năng test ok. Bao xì ơi, bao chín cơm cho các bác. Đấy, mọi chức năng hoạt động tốt này. Đây là đang ở trong một cái chế độ nấu nhanh. À, nấu nhanh sẽ không hiện phút, các chế độ khác sẽ hiện phút. Ê, đã nóng xoong rồi. Đó, lần sau sẽ không bấm nấu trước, đưa xoong lên cho các bác xem trước. Chỉ bấm nấu một chút đã là nóng xoong rồi. Đấy, nòng xoong đẹp nhá, xoong ngoài trắng gương này. A suất bi, xoong đẹp. Họ giòn rất là xanh. Đây, đẹp từ trong ra ngoài các bác nhìn này, từ cái giòn phụ bên trong này. Đó. Mã này mã 14. 14 này, giá 1.350.000. Đó, ngoại hình đẹp nhá. Mã 15. Một con nồi cực kỳ là đẹp. Đó. Tiger áp suất 2B. Con này màn hình nét nhá. Đó, cắm điện thì các bác sẽ nhìn thấy nó sáng lên. Mặt vân caro, màu đen xung quanh màu trắng, sản xuất năm 2016. Mã này màn hình LED này. Xoong quá đẹp luôn các bạn này. Xoong sần nhá, xoong sần. Không hề một vết xước nào luôn. Xoong này nó phải mới khoảng tầm 99%. Xoong vậy. Đây áp suất 2B. Và dòng này thì nấu cơm cháy thì các bác biết rồi, Tiger nó chuyên về các dòng cơm cháy. Và cái cơm cháy đó nó nằm ở trong chức năng. Các bác có thể nấu cơm cháy hoặc các bác có thể là tắt cái chức năng cơm cháy đi. Đó, mình sử dụng nấu cơm ngon bình thường. Đây à, đây là chỉnh giờ. Đấy, mình có thể bật cơm cháy ở nút này lên nhé. Nhấn nấu là xong. Mã này mã 15. So 11 lớp, mã 15 này. Giá là 2.600.000 đồng. Lên cho các bác một bản rất là VIP của dòng Panasonic. Con này là nó có mã là 107. Chiếc này sản xuất năm 2017. Đó. Đây các bác để ý con này thì của nó là màu đỏ này, xung quanh của nó là màu đen. Và dòng này là dòng màn hình LCD thì các bác phải cắm điện vào nó mới lên nhé. Đó, khi cắm điện vào nó sẽ gửi một cái lời chào theo buổi sáng hoặc buổi tối. Và con này là cao tần này, có công lốc buồm, áp suất điện tử. Áp suất điện tử đây nhé. Giòn rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Đây là cốc nước này. Cốc nước buồm. Xoong đẹp xuất sắc. Xoong này quá là đẹp luôn. Đây các bạn. Chi tiết các bác cần xem thì cứ gọi Zalo trực tiếp giúp em. Đó. Các bác gọi một cuộc không được thì các bác cứ gọi cho em cuộc thứ hai. Đấy, đôi lúc là rất là nhiều khách gọi, đâm ra là em sẽ không kịp nghe được. Đấy, em có hai máy để nghe các cuộc gọi của các bác thì các bác cứ gọi một trong hai số này nhé. Con này nó có một cái menu 10 chế độ nấu các bạn. Đó. Có nấu cơm cháy nhé. Dòng này thì có nấu cơm cháy đấy. Rồi, hiện phút nấu rồi. Rồi, có EcoLavi này, có EcoLavi tích cực điện. Có chế độ nấu kết nối với điện thoại. Rồi. Chiếc này là mã số 16. 16 các bạn nhé. Giá của nó là 3.400.000. Rất là đẹp, con này mặt không hề một vết xước. Rồi tiếp tục lên cho các bác một chiếc Panasonic này này. Phải nói là cái dòng Pala nó khá là đa dạng về kiểu dáng mẫu mã. Mã số 17. 17.
Chiếc này là Panasonic cao tần 1 lít. Sản xuất của nó là năm 2020. Đời cao thế. Đó. Mặt dạng trên là vân này. Đó, đẹp xuất sắc. Vỏ nhựa hết nhá. Viền inox. Ui xoang con này nặng. Xoang rất là nặng luôn đấy. Lòng xoang đẹp. Đó, không có cái chấm nào luôn đấy ạ. Bong chóc chung dính gì đâu. Còn đâu nói chung là tất cả nồi đã qua sử dụng, hàng nồi bãi mà các bác, thì ít nhiều là nó cũng sẽ có vết xước của muôi, chắc chắn là có, nhưng vết đó là vết mờ của muôi thôi nhé. Đây, do con này đẹp, tuyệt vời. Vào chế độ nấu rồi, 52 phút. Con này nó có một cái menu chế độ 3 chế độ nấu bên dưới nhé, là cái chế độ nấu thường. Ủ cơm này. Rồi. Mã số 17 giá 1.350.000. Mã số 18 em lên cho các bác một chiếc Toshiba cao tần áp suất hút chân không. Đây, đèn hút chân không bắt đầu sáng này. Ngoại hình rất ok nhá, không có cấn móp méo gì đâu ạ. Chiếc sản xuất năm 2015. Giòn đẹp, áp suất bi. Xoang gần rất là đẹp luôn các bác này. Và xoang là xoang hai đáy này. Đó, xoang hai đáy các bác nhìn này. Đẹp tuyệt vời chưa. Màu trắng và màu đen, hai màu sắc rất là rõ ràng. Và xoang của nó dày lắm. Chiếc là mã số 18 nha. 18 này. Con này rất là đẹp luôn, giá 2.400.000 đồng nhá. Bắt đầu chuyển khoản hết em bao ship. Mã số 19 lên tiếp tục. Tiếp tục mã 19 các bác nha. 19 là một chiếc Zorio C. Đây, cao tần áp suất mai rùa. Đấy, cái dòng này rất là đẹp này, được cái màu của nó đẹp. Đấy, em rất thích ở trên cái dòng này được cái màu sắc nó đẹp. Đó, màu này rất là sạch sẽ, mặt trên không hề một vết xước nhá. Đó, con này mà cái mặt trên là không hề một vết xước này. Có móc muôi cho các bác đây. Đó, các bác cài cái muôi cái nào ok đúng không ạ? Tuyệt vời với cái gioăng của nó, cao tần áp suất dung tích 1 lít. 1 lít sẽ nấu được khoảng tầm 1 cân gạo cho gia đình từ tầm 3 đến 5 người ăn. Gioăng trong ngoài đều đẹp và xoang Panaitilum cũng rất là đẹp luôn các bạn. Đó, xoang đây. Mấy khi gặp được những con nồi đẹp như vậy đúng không các bác? Mọi chức năng em test ok rồi. Rồi, mã số 19 này. Giá 1.850.000. Mã số 20. 20 lên cho các bác một chiếc Tiger Takuk. Wow, con này nhìn trông rất là bóng bẩy và đẹp đây. Không vết chảy xước nào, sản xuất năm 2021. À, con này thì chuẩn hàng nước rồi. À, các bác thấy đây. Đây chính là một cái giá hấp của nó nhá. Nằm bên trong này. Đây một cái giá hấp này. Ở trong nó có thêm một cốc nước này. Xoang đẹp tuyệt vời. Đó, lòng xoang rất là đẹp. 2021. Đó, con gì phải để chê với cái chiếc này nhỉ? Đúng không ạ? Rất là mới. Con này chuẩn hàng lướt rồi. Hàng rất ít sử dụng. Cái này các bác có thể là hấp. Đấy, rất là nhiều đồ ăn đúng không ạ? Dung tích 1 lít nhé. Sản xuất năm 2021. Ngoại hình đẹp. Đa vào chế độ nấu. Tiger Takuk thì bắt đầu đời cao đây thì nó sẽ bỏ cái chức năng cơm cháy, thì sẽ chỉ còn sôi cháy cho các bác sử dụng thôi. Đó, nếu bác nào mà không quan tâm đến cháy thì chắc chắn là các bác có thể chốt những chiếc như vậy. Một điều hiển nhiên là bây giờ một số hãng Tiger hay là Toshiba đời cao bắt đầu từ 2018 đã bỏ cơm cháy rồi. Đó, mã số 20. Đó, chiếc này sẽ để cho các bác rất là giá rất hợp lý nhá, giá 1.600.000 này. Hàng siêu lướt.
Mã số 21. 21 lên cho các bác đó là một chiếc Panasonic van dài phun sương buồm đời 2017. Màu trắng bạc. Viền inox. Gioăng con này thì rất là đẹp rồi. Đó. Đây các bác thấy chưa? Lòng xoang đẹp. Và cái dòng Palavan dài thì xoang em thấy dày. Nó dày. Đó, cầm rất là nặng tay. U15. U15 các bạn để ý này. Đây nhá. Là cái phần nắp ở bên dưới này. Kể cả những cái dòng Pala khác vậy. Đây. Các bác phải lắp cái này vào, nếu các bác vệ sinh mà các bác quên mất cái này là nó sẽ báo lỗ U15, nhưng nó vẫn lỗ bình thường. Đó, hết rồi ạ, đúng không ạ? Nó cảnh báo cho các bác là không đóng nắp hơi. Và dưới này nó có một cái nam châm bên trong nhá, nam châm từ. Rồi, ok, mã số 21. Giá 1.200.000 đồng. Xoang rong đẹp. Lặng chữ tay luôn. Một chiếc Toshiba cao tần hút trên không. Chiếc này là mã số 22. Cũng là vỏ nhựa đúc nguyên khối. Con này sản xuất năm 2018 các bác nhá. 2018 này. Rồi, gioăng đẹp. Đó, gioăng rất là đẹp luôn ạ. Xanh nhá, gioăng này gioăng xanh nhá. Xoang gân đây các bác ơi, xoang gân này. Đó, xoang gân rất là dày. Và cái dòng này dày nó ngang tương tự như những chiếc nồi cao tần áp suất. Công suất của nó là 1250W. Có hút chân không này, đèn hút chân không. Có khóa vung. Ủ cơm, kích nóng trong vòng 9 phút. Rồi, ok, mọi chức năng em đã test rồi. Mã số 22, giá của nó là 1.800.000 đồng. Những nào dòng nồi VIP này nó khá là nặng. Mã số 23 lên trước bác một chiếc nồi Panasonic này. Nó có mã là 107 thì chắc chắn nó sản xuất năm 2017 rồi. Con này là áp suất điện tử. 23 nha. Panasonic sản xuất năm 2017. Cốc nước buồm đây. Đó. Lòng xoang con này cũng đẹp các bạn, có một vài vết xước của môi thôi. Không đáng kể đâu, nhưng không bị bong chóc trong dính nhá, không có vết nào luôn đấy ạ. Xoang hai đáy hai màu khác nhau, xoang hai màu khác nhau. Đây các bác sẽ thấy bên trên màu vàng, bên dưới là màu đen này. Mẫu mỡ người ta thiết kế rất là đẹp đúng không ạ? Lòng xoang không có vết chảy chóc trong dính nào. Áp suất điện tử, gioăng đẹp. Panasonic này có Ecolavi và cũng có lốc cơm cháy luôn các bạn, có luôn đấy. Chế độ chọn gạo nấu rất là đa dạng đúng không ạ? Mã số 23. Con này để cho bác với giá nó là 2.950.000 nha. Đó, sản xuất năm 2017. Áp suất điện tử, có cốc nước buồm. Mã số 24, đó là một chiếc Tiger. Con này áp suất IP. Sản xuất 2014 và dòng này nấu cơm cháy cũng rất là ok luôn. Đây áp suất IP này. Gioăng. Rất là mới đẹp. Đó. Và đây chính là lòng xoang của nó đây. Đó, lòng đẹp nha các bác nha. Đặc biệt cái dòng Tiger này nó không có quai sách nhưng mà nó thiết kế là cái xoang này nhá. Là có hai bên tay cầm bằng nhựa chống nóng này. Các bác vừa lấu xong các bác có thể nhấc trực tiếp ra được. Đó, còn riêng vào cái dòng Tiger này thì gọi là Tiger cắp lách. Đã vào chế độ lấu. Có lấu cơm cháy các bác nhé. Có lấu cơm cháy luôn đấy. Đây các bác bật cơm cháy bên dưới nên mà mình nhấn nấu là xong. Đó, sau đó là mình sẽ chờ khoảng tầm 47 phút 47 đến 50 phút là sẽ có một bữa cơm cháy rồi.
Mã này là mã số 24 này, 24 này. Giá 2 triệu. Để các bác với giá 2.250.000 nhá. Giá rất hợp lý, 2.250.000 là các bác đã sở hữu được một chiếc lồi Tiger Absorb IP. Nó xoang dày đẹp, nấu cơm cháy. Nồi VIP thì bao giờ nó cũng khá là lặng. Lên cho các bác một chiếc lồi Panasonic cốc lốc bù ẩm này, lồi cao tần dung tích 1 lít, có lấu ở 200 độ C này, có kết nối điện thoại này và có lấu cơm cháy luôn. Và cái cơm cháy này nó là một cái chức năng các bác nhé, nó là một cái chức năng các bác có thể là bật chọn chế độ đó hoặc là các bác có thể là bật chế độ lấu thường. Đây, 54 phút này. Có eco này, có kết nối nấu 200 độ C. Sản xuất năm 2014. Ngoại hình màu đen, có một cái viền màu vàng ở đây. Đó. Khá là đẹp với con nồi như vậy. Đây là cốc nước bù ẩm. Còn đây là gioăng của nó này, ghi rõ 200 độ C đây các bác nhé. Gioăng mềm. Đó, lòng xoong đẹp này. Lòng xoong này các bác nhé. Dòng này nấu cơm ngon và cái thời gian giữ được cơm khá là lâu. Còn riêng nồi Nhật thì nó khá là nhiều các chế độ lấu, chức năng hẹn giờ đầy đủ. Em quên chưa báo giá và báo mã cho các bác. Thì cái nồi Panasonic này lấu 200 độ C này, con này là mã số 25 nhá. 25. Giá của nó là 2 triệu nhá. Đó, 2 triệu đồng. Đó, lên cho các bác một chiếc Toshiba đời cao. Mã này chính là mã số 26. 26 này. Một chiếc Toshiba màu trắng này, mặt dạng màu phay xước, cao tần áp suất hút trên không. Rất là đẹp luôn. Con này phải nói ngoại hình của nó đẹp xuất sắc. Đó, bác nào hợp màu này thì sẽ chọn chiếc này nhá. Đây cái phần nắp hơi này. Giòn đẹp quá trời luôn các bạn nhỉ. Tuyệt vời. Áp suất bi. Xoàng không hề một vết xước. Xoàng quá đẹp. Bác nào nhanh tay chốt đèn chiếc này nhá. Xoàng gần nhuyễn, đẹp tuyệt vời luôn. Đó, hút chân không. Và giá em để cho bác một con đẹp tuyệt vời như này. Giá là 2.750.000 nhá. Đó, 2.750.000 là các bác sở hữu một con nồi rất là đẹp rồi. Chân lồi xuất sắc. Mã số 26. Mã số 27. 27 lên cho các bác một chiếc Panasonic cốc lốc bù ẩm. Bản có Ecolavi này. Vỏ nhựa nhá. Vỏ nhựa đúc nguyên khối luôn đấy ạ. Rất hay ở cái dòng Panasonic này, toàn bộ nó thiết kế vỏ nhựa hết. Đó, rất là chắc chắn. Và cái vỏ này em thấy nó rất là dẻo dai, chắc rơi không vỡ được đâu. Lòng xoang đẹp các bác nhá, lòng xoang đẹp này. Đó, lòng xoang rất là đẹp. Đây là cốc lốc buồm. Nồi cao tần dung tích 1 lít. Panasonic cốc lốc bù ẩm đấy. Các bác để ý này, đối với dòng cốc lốc bù ẩm thì các bác sẽ để ý đây là cái lỗ, phần lỗ của nó là để phun hơi bù ẩm nhé. Và cái chức năng này rất hữu ích khi mà các bác hâm lại cơm này hay các bác hấp đồ ăn đó. Đó là chế độ lấu, có lấu cơm cháy này và các chế độ lấu thường khác nhau. Nói chung là một trong một con lồi Nhật thì nó khá là đa dạng các chế độ lấu. Bên Nhật họ hay tích hợp rất là nhiều các kiểu nấu ăn khác nhau. Đây là những con lồi cao tần dung tích 1 lít như này, nó đáp ứng được đầy đủ luôn. Chiếc này là mã số 27 nhá. 27 này. Một con lồi rất là đẹp luôn, giá là 2.2 triệu nhá. Hai mươi tám là một chiếc Tiger áp suất 2 bi.
28 này, chiếc này màu lô. Ngoại hình đẹp. Cũng nấu cơm cháy. Bác nào mà thích ăn cơm cháy thì chắc chắn các bác sẽ chọn những chiếc như vậy. Đấy. Dòng này là Tiger Cup Black. Và nếu mà những cái dòng này mà bắt đầu từ sang 2018 trở lên là toàn bộ đã bỏ cơm cháy rồi. Đấy, nhiều bác mà đòi những chiếc mà đời cao ấy mà có cơm cháy thì chắc chắn không là có. Nó chỉ có chế độ sôi cháy thôi. Và những dòng đời trước thì nó sẽ còn nhé. Quên không giới thiệu xoang rong cho các bác. Con này xoang đẹp tuyệt vời. Đây, màu lâu này. Bác nào hợp với màu này thì sẽ chọn chiếc này nhá. Đó. Xoang sần rất là dày. Và cái dòng này nó được cách nhiệt rất là tốt. Toàn bộ xung quanh và trên vung nó đều được trải những lớp bông thủy tinh để cách nhiệt tốt, nấu cơm cháy ngon, áp suất 2 bi. Mã số 28 giá 2.500.000 đồng. Giá rất hợp lý đúng không ạ? Tiếp tục lên cho các bác. Mã này là mã số 29 nhé. 29 này là một chiếc Panasonic cốc lốp bỏ. Cốc lốp bỏ có eco này. Cũng là vỏ nhựa hết này. Lòng xoang đẹp. Đó, lòng xoang cũng rất là đẹp luôn. Đây là cốc lốp bỏ của nó đây. Nòng chống dính tất cả là zin nhá. Đấy. Đấy, nhiều bác là mua lồi của em thấy nó mới quá, thế là hỏi bảo có phun này được không, có phun không đấy. Đấy, thì ra đó là một câu nói vui thôi, nhưng mà thực tế là với những chiếc lồi xoang như này nhá là không bao giờ phun được. Có thế nào bán vậy, xấu bán xấu, đẹp bán đẹp. Đấy, xoang đẹp nhá. Đấy, các bạn thấy từ trong ra ngoài luôn, trong cũng được bọc inox nhá. Và đối với những lồi cao tần như vậy thì nó lấu, thì nó lấu được cả bên dưới xung quanh và cả mặt trên vung này nữa. Đó, nhiệt nó tác dụng rất là đều nên là cơm nấu rất là ngon. Đã vào chế độ nấu, con này nấu xong nó sẽ về Ecolavi. Có đèn Ecolavi ở đây. Đây là ổ cơm này. Rồi. Thì chiếc này là mã số 29 em bán giá 2 triệu nhé. Thì trong video ngày hôm nay thì em đã giới thiệu đến tất cả các bác 29 mã lồi cơm, có lồi lửa lít này và lồi 1 lít 8 và lửa lít, có vài mã thôi, còn lại là tất cả là 1 lít. Thì các bác nào ưng mã nào thì liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại 0987807038 và 0344586794, em ở Kim Thành, Hải Dương. Các bác nào có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em để xem và trải nghiệm các sản phẩm nhé. Đấy. Thì lồi bên em rất là nhiều. Đấy, bếp ga, bếp từ bên em sẵn có. iRobot bên em cũng có và máy rửa bát cũng có. Thì bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp giúp em nhé. Xin chào và cảm ơn tất cả các bác.